các bạn ở ngoài lại kênh của mình. Chúc các bạn một ngày mới an lành nha. Thì bây giờ mình hôm nay có việc mình đi ống kính điện tại thị trấn Mỹ Phước. Bây giờ mình đang đi thẳng vào Bến Cát, điện lực Bến Cát ống kính điện. Mình đang ở Mỹ thứ hai. Báo tiền điện rồi giờ mới đọc được thì hôm nay mạnh quá. Thì ở đây thì các bạn thấy là bên tay phải của mình là công nghiệp, đây cái đường này là vào công nghiệp đây, công nghiệp luôn, sẽ là đông công nhân, có nhà máy Vinamilk ở trong đây. Bên tay trái là khu dân sinh, dân cư chuyển ngủ. Là họ bên đây phải họ trồng những cái hàng cây kiểm mấy cái cây mà để nhất là nếu mình dịch là để chặn tiếng ồn. Thứ hai là ồn của này buồn. Buổi tối mình thấy đi ngang ở đây cũng xả khí thải nhiều, làm cho công viên quy hoạch này đẹp hơn. Ở đây thì đường rộng thênh thang các bạn ơi. Bây giờ thì ở khu này là buổi sáng, họ đi làm hết rồi, cũng hơi vắng. Đang họ đi làm hết rồi. Buổi tối thì tầm ngày buổi sáng sớm. Các chiều tối khi mà đi tan ca là thì nó mới đông. Đây là tên đường là không có tên của một số dụ như là ở Nguyễn Thiên Khai hay là Kỷ Trọng hay là gì đó, nhưng mà ở đây thì đặt cái tên đường theo số thôi. DC1, CX2, rồi TC, N6, N7 gì đó, mà đặt theo số ký tự, chữ cái và số, không có đặt theo tên một số danh nhân hay là người nổi tiếng gì hết á. Họ đặt theo cái số ký tự thôi. Đây là DB8. Mình không có nhớ nổi, nhiều quá số gì đâu mà tùm lum hết, cũng không có theo số thứ tự đặt, số nhiều quá. Nếu mà tên thì mình còn nhớ nổi, sợ tên mà nhiều quá trên Sài Gòn cũng không nhớ nổi luôn. Đây là bệnh viện, bên đây phải mình là bệnh viện Mỹ Phước, bệnh viện đa khoa Mỹ Phước. Yeah.
đây của Gibbon sẽ đang xây dựng ngoài thì đang xây một số block nhà khá cơ bản là 450 triệu một nền lớn quá. Thì coi hệ thống hạ tầng cũng là hoàn chỉnh, gần hoàn chỉnh hết rồi. Đóng tiền. Dạ. Xong bây giờ nay mình cũng có công việc đi về Bình Phước, về tỉnh Bình Phước đoàn số việc thì xíu nữa mình sẽ quay cái đường về Bình Phước cho các bạn xem luôn nha. Ở trên quốc lộ 13 dọc tuyến đường này về Bình Phước, từ đây là Mỹ Đức 2 về Bình Phước 35 cây ngay thị trấn Nhân Thành, nghe huyện Nhân Thành, tỉnh Bình Phước. Mình đang ở đây là trước mặt mình là quốc lộ này, quốc lộ 13, quốc lộ
đoạn này kéo dài tới Đắk Lắk, Đắk Nông luôn đó các bạn. Mà mình đi, mình hiện giờ mình đi đường bên ngoài. Có một đường nữa là đi qua bên Đồng Xoài, đi thẳng qua bên Đồng Xoài luôn. Đồng Xoài cũng là trung tâm của tỉnh Bình Phước. Thì tỉnh Bình Phước này thành lập là tách ra, hồi xưa là tỉnh Sông Bé, thuộc thường tỉnh Sông Bé. Mình nhớ là năm 97 là tách ra làm hai tỉnh nhỏ lên là Bình Phước và tỉnh Bình Dương. Hồi xưa nó một tỉnh thôi, chung một tỉnh. Vị trí địa lý nó rộng quá nên là mình tách ra để thành hai tỉnh. Đường dưới đây đi rất là sướng, thoải mái, rộng rãi, không có kẹt xe không gì hết. Nếu Sài Gòn đi nhất thì nhất thì nhất mình lắm. Kẹt xe nhiều quá. Chủ yếu vẫn là nông nghiệp, trồng cây
su. Như các bạn đã biết thì cao su mang lại cái nguồn lợi cho người nông dân rất là nhiều. Hồi xưa mình ở Bình Phước thời gian mình biết là có một số gia đình là họ chuyên về trồng cây cao su, là một mẫu là mình nhớ là năm 2002-2003 khi mà giá cao su rất là cao và gọi là được mệnh danh là vàng trắng á. Thì nếu mà một mẫu họ cạo một ngày thì họ lời trên 1 triệu. Trên 1 triệu cao su thì nó có nghĩa là mình không có chuyên rành về cái cách để mà lấy mẫu, mà mình theo các bạn mình cả thì cứ một tháng là 30 ngày thì cách một ngày cạo một ngày, có nghĩa là cạo 15 ngày. Nếu một mẫu hồi xưa là cứ một tháng là kiếm 15 hay tới 18 triệu là bình thường một mẫu. Là mẫu lấy muỗng nước đó nha. Muỗng nước là muỗng mà vô cái tô mấy bạn thấy đó, là muỗng nước. Còn mấy cái muỗng mà nó rớt xuống dưới gốc đó là muỗng vàng á, như là muỗng loại 2, loại 3 vậy đó. Không biết rõ hai loại 3 vậy đó thì bán nó rẻ hơn. Nhưng mà hồi xưa khi mình đi học mình thấy không biết rẻ hay không rẻ, mà mình thấy là cũng bán là cũng quá trời. Đủ đi ăn vặt thì các kiểu chỉ cần lấy cái mũ rớt của họ là được mình chơi. Thì nhờ cái giá mũ lên cao như vậy thì cây cao su hồi xưa thì trồng chủ yếu là Phước Bình Dương và Đồng Nai thì kia, mình biết một số gọi là cái dùng mà trồng cao su có chất lượng cũng cao á, những khu vực đó. Sau này mới phát triển ở những khu vực khác. Thời đồng tiền hồi xưa, thời đồng tiền của Pháp là mình nghĩ họ cũng đã nghiên cứu về thổ vực, thổ nhưỡng hết rồi. Thì ra được cái chất lượng sản phẩm nồng độ cao đó, thì cái giá mới cao được chất lượng. Vừa dạo anh mấy năm nay thì giá muỗng nói chung là giảm giá rất là nhiều ra thị trường thôi. Bây giờ là không có thu nhập cao như hồi xưa, nhưng mà bây giờ vẫn trồng cao su, trồng xen canh hay là cây ngắn ngày. Tại vì cao su trong từ cái lúc trồng mua giống nè, chọn giống nè, rồi làm đất nè, rồi phân bón các kiểu, chăm sóc thì các kiểu cây nó cũng phải tầm 4 năm hơn, 4 năm là sớm, 4 năm hơn mới khai thác được. Nên chặt tiêu trồng cao su cứ giặt qua giặt lại cái đó thì chết luôn người nông dân. Thì bởi vì cây cao su bây giờ họ cũng để yên đó. Nếu mà bây giờ giá xuống thì họ cũng để đó, họ không phải như hồi xưa là cứ chạy theo phong trào là cái cây nào lên là trồng cây đó rồi chặt cây cũ. Tại vì cái đó nó phí thời gian mình trồng mà thiệt hại rất là nhiều, hại người nông dân nhiều lắm. Giá phân bón bây giờ lên rất là cao, đó, không chăm sóc mình rồi giống cây cao su cũng nhiều tiền lắm nha mấy bạn, bị lỗi. Thấy có bạn mình trồng cũng thấm tiền á,